giỏi mọi người. Đi lớp ra ngoài chợ đi mua một đống bánh tráng cho Vy luôn. Đâu có một đống đâu, có bừa lại thôi à. Có bừa lại thôi à. Mà hôm nay làm gì tốt đột xuất vậy ta? Tại nãy đi ngoài đường á, xe bị hư, hư ngay cái tiệm bánh tráng luôn. Bởi vì sửa xe thẳng mua bánh tráng về cho chị V ăn. Thì lâu rồi đâu có cho ẩm thực cho V đâu. Hôm nay cho V ăn thử đi. Hôm nay là tiếp tục cái story là V ơi V ăn gì đấy. Cái gì vậy bà nói? Hai cái chất chất của ta để yên đi quậy quá hà. Đây V sẽ giới thiệu cho mọi người. Giống hài cho mọi người. Đây giới thiệu cho mọi người một cái bịch bự là bự nhất ở đây đó. Là bịch bánh tráng tỏi nha. Tỏi có thêm tôm. Tỏi mà có thêm muối tôm đó mọi người. Còn đây à cái này là tỏi. Tỏi không. Tỏi có hành, có cái gì nữa nè. Thập cẩm hầm bà làng gì đó. Đúng rồi. Trời ơi nè. Em giới thiệu bữa sáng tới giờ. Liếm mỏ, liếm mỏ. Liếm lưỡi, liếm mỏ. À còn đây là bịch bánh tráng ngon nè. Bánh tráng phô mai nha. Ủa đảo anh. Còn đây là bánh tráng khô bò. Đây trong đây nó có khô bò nhuyễn nè mọi người thấy không. Đó, bánh tráng khô. Đây là bánh tráng mè. Mình có thể xé ra từng lát nhỏ, chế vô cái ly này, trộn hầm bà lằng lên giống như xay sinh tố. Xay sinh tố. Vậy đó, còn mình ăn thập cẩm luôn. Rồi ăn xong chắc bạn thăm lắm à. Còn cái loại bánh tráng này, anh em thấy màu đỏ phải không? Không phải bánh tráng cá hồi đâu, mà nó chỉ là bánh tráng không thôi à. Ủa đâu ra bánh tráng cá hồi nữa trời. À quên, bánh tráng tôm. Cái bánh tráng này nó đặc biệt lắm nha, nó có thêm bơ. Bơ má ơi. Ngon quá khéo quên tên. Sốt maizone. Này là bánh tráng bơ của người ta chứ không phải bánh tráng đỏ gì hết. Nghe nói cái trắng trắng này là người ta làm từ cái lòng trắng trứng gà. Ồ, ngon lắm luôn á. Còn đây là bánh tráng tắc mà siêu cay. Wow. Đây là bánh tráng. Sao tế không? Còn cái này thì đặc biệt hơn, đó chính là bánh tráng Tây Ninh ăn chung với hai cái trứng cút. Long An má ơi. Ủa quên, bánh tráng Long An. Long An Tây Ninh nó không ăn với trứng cút liên quan đến. Ok, còn đây là cái bịch bánh tráng à, bánh tráng sa tế à, bánh tráng à, dẻo sa tế nha. Rồi ăn đi, ăn lẹ lẹ em ơi Công việc đầu tiên là em sẽ chế nước ngọt vô để xíu ăn cay quá uống miếng à. gỡ giùm anh. Hả? 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 Bên đây chứ, lỡ lá cay quá không cho tôi uống thì sao? Cực kỳ thuyết phục. Phải lót ngay đây nè mọi người. À, cái lon coca là ê, cho trời đổ. Sao mà không được? Rồi bây giờ mình sẽ ăn bánh tráng nào trước nè V? À bây giờ bánh cầu xì đi. Được lựa chọn bánh tráng mình thích. À ok luôn, ok luôn. Ai thắng sẽ được chọn nha. Làm gì vậy bà nội? Lấy hơi. Vô. Một. Hai. Ba. Ê Giang Giang. Giang Giang. Rồi em sẽ lấy bánh tráng bơ. Vô là cái da chửi chết luôn. Ủa em tưởng nó bung cũng không biết ăn à. Nó bị té ngay đây luôn. Kêu Hoàng Thái Hậu nương nương cho nô tài xin miếng bánh tráng ăn nè. Em trời ơi, cái bánh tráng bơ này nó rất là sạch sẽ luôn ha. Nó bỏ từng miếng vô lão đó. Lão hả? Vậy thôi khỏi cần dĩa. Đừng lấy cái dĩa bỏ lên. Nó vậy mình cầm mình cuốc mình ăn được rồi. Đó mình sẽ lết ra đây nè. Trời lết, nó lấy cái da mình lết ra. À. Ê, an toàn thì xin sụp thẩm nha. Sạch sẽ nó mới rửa tay rồi bà nội. Chứ tụi mới bóc mon xong giờ cho gói bánh tráng cho tụi ăn rồi. Chưa. Ai để cho chế phụ chị B. Trời ơi, cái bịch hành phi này nó ngon. Ồ, hành phi tươi ghê luôn á. Ủa, sao cái bịch hành phi tôi kéo nó dài. Sao á. Em kéo bình thường nè. Sao nó dài giống như cái bao. Bao gì? Cái bao rác. Nè bà nói, nè bây giờ Vy sẽ chế tiếp tục cái gì. Hồi nãy giờ luôn hả? Ngay quá lẹ lên. Vỡ cái thùng ra đi má ơi. Đây là cái. Đây Vy sẽ chế tôm lên nha. Ủa cái bịch lòi lên lúp lên. Cái này ta gọi là cái bịch ni lông này nó dẻo. À bánh tráng bơ phải nhiều bơ chứ. Nói được rồi. Nhiều lắm mới ngon. Đó. À, giờ anh Đức sẽ cúng lại. Ủa cũng. Cái gai thiệt. Béo. Ủa cái gai không mềm mà. Tại lăn ở phía giữa nó có bơi nhiều đó mà. Ừ, rồi em ăn cái chân hả? Đúng rồi. Ừ, béo quá à, ngon á. Cái đặc trưng của cái bánh tráng này là béo. Ừ. Đây là nó có bơ béo. Nó có bịch bơ. Wow.
Rồi giờ cho em bơi phim đang thử miếng này. Wow. Bơi phim nãy giờ em chảy nước miếng luôn. Ngon không? Ok. Để quá. Đây. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ ăn bánh tráng phô mai con bò cười. Ủa không có chỗ xì à? Ủa thì hồi nãy em thắng em chọn rồi giờ tới anh chọn chứ. Đúng rồi ha. Đâu Lão Thái Gia lại ăn thử miếng bánh tráng phô mai. Lão Thái Gia ơi. Lão Thái Gia ơi. Dạ, dạ bánh tráng phô mai. Phô mai phải không? Dạ. Dạ bánh tráng trộn đây phải không? Dạ. Tính như từng quảng cáo à. Nó ăn được ở mẹ bệnh chỉ. Ăn bánh tráng trộn mà là còn có ớt trong nữa. Bả dụng bệnh chỉ cho được. Dụng bệnh chỉ cho được. Ok. Béo béo rồi đó nha. Dạ. Béo béo nhưng mà dai gai quá vậy đó, răng không răng không nhai. Nào, lát rồi chơi lại bây giờ ăn kẹo dẻ nó còn xích 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 cái răng ra luôn. Bây giờ Vi và anh Đức sẽ ăn thử bánh tráng phô mai nha mọi người. Hồi nãy đó Lão Thái Gia phải ăn thử. Ngộ ha, bây giờ cái gì cũng có phô mai ha. Tính nổi mà bây giờ bánh tráng cũng có phô mai nữa. Rồi tôi thấy xúc xích phô mai, bánh mì phô mai. Dạ cây phô mai rất là nhiều loại luôn. Là cái này nè. Đó, bánh ơ ớt luôn. Bánh ơ ớt luôn. Rất là nhiều ớt luôn. Này chắc là bánh bánh tráng chả giò. Ủa ớt không à? Ừ, trong một cái cuốn của nó ớt không luôn mọi người. Tôm. Đúng rồi. Mùi tôm mùi tét nhiều quá trời á. Nào không phải ớt mà là tôm. Quá đã. Cứ bỏ bơ vô là tôi khoái rồi. Chiến chiến cần bể, bắp cần bơ, đi không cần cá, tới cần cậu cá. Một cục của em rồi. Hả? Một con đâu rồi? Thì ra không đủ. Dạ mời phiên cởi bánh tráng me ra đi. Đó. Trời, anh cởi hết bằng tay rồi, anh chỉ qua cái răng. Anh giật cái rớt cái răng ra luôn, cái mắt cười dữ. Trời ơi, me thơm ghê luôn. Ôi. Trời, hành phi vô quá, hành phi vô. Đây, cái này nó có hai cách ăn. Thứ nhất là xé bánh tráng chấm vô. Còn thứ hai là mình sẽ rắc me lên đây mình cuốn ăn. Vậy giờ mình ăn cách nào? Mình ăn cách chấm. Còn cách nào khác không? Ai biết. Còn cách gì? Mình ăn kiểu xúc bánh tráng. Ok, bây giờ tôi sẽ xúc miếng bánh tráng mè vô. Đó, có đậu phộng hành phi vô luôn à. Ngon ha? Được không? Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt, có vị giòn giòn có đậu phộng đó mọi người. Đúng rồi, giòn có đậu phộng với hành phi. Không mà trong công nhận cái bánh tráng này nó rất là dẻo luôn á. Nó không bị khô. Bánh tráng phải xương. Mùi me ăn giống như kiểu me. Ngon. Bây giờ sẽ xong một đống bánh tráng nha. Gì bà nói? Muối cay hạt lên mũi. Ủa bây giờ mình chế sa tế trước hay là muối tôm trước? Sa tế trước. Tại vì sa tế phải cho nó thấm dầu xung quanh. Mình chế muối vô nó mới dính vô. Ok. Đây, mình sẽ chế sa tế vô trước nha. Bây giờ mình sẽ chế ớt vô, búa vô chứ. Sau đó mình sẽ chuyển sang sóc. Ê, dần. Đóng lại. Sóc rồi đóng lại. Chưa trộn mà. Không có đều vậy chứ. Đó, mình sẽ chà bánh nơ. Chà bánh nơ. Làm đi giặt đồ vậy bà. Giặt đồ mà. Đó, ngon chưa? Ủa cái này cay lắm nè, hồi nãy tôi ăn muối không mà tôi đã thấy nó cay, bây giờ thêm sa tế vô nó cay dữ à. Vậy mới đỉnh. Thơm ghê luôn á, thơm mùi sa tế ghê luôn á. Ớt không nè. Mọi người bánh tráng chẻo ngon ghê luôn. Nãy giờ tôi thấy cái bánh tráng này là điểm cao nhất luôn à, ngon nhất luôn á. Mặn mặn, dẻo dẻo, cay cay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây, Phi đang thử miếng này. Đỉnh liền. Ngon ha. Chà, ngon á. Nãy giờ cái loại này là ngon nhất luôn à. Thơm quá trời thơm luôn. Trời ơi. Trời đã hả? Ôi, cái miếng này nè. Wow. Trời ơi, phê vậy. Ôi, miếng này nè, mới đỉnh nè. Trời ơi. Mấy má ơi, ăn ghiền lắm. Ôi. Ê, nè. À, thi. Trời ơi, lúc ai tôi đổ mồ hôi luôn rồi. Đây cũng là miếng bánh tráng dẻo nè anh. Anh chấm thử đi. À, mì sẽ cuốn này vậy nè. Cay quá. Cay quá. Cay đổ mồ hôi luôn. Trời ơi, anh ơi. Mà
mặn chết luôn. Bánh tráng lầu mang á, cái đặc điểm của nó là nó màu vàng vàng vậy, là mà nó cắt cái sợi là nó dài sọc sọc hình diễm vậy. Là bánh tráng lầu mang hay không? Bánh tráng lầu mang á, bình thường là bánh tráng người ta trộn sẵn luôn, mình chỉ cần việc là mình mua về mình ăn luôn, khỏi cần mà pha trộn gì nhiều. Ngon em. Bánh tráng lầu mang ngon. Nó có hành phi ở trong đây nữa nè anh. Bánh tráng lầu mang này á là mấy cái vị của nó là hợp cẩm hợp lần. Bánh tráng lầu mang nó kiểu là nó không có mặn như mấy cái bánh tráng hồi nãy mình ăn ha, nó ngọt ngọt á mọi người. Bây giờ Vi và anh Đức sẽ review lần lượt mọi đứa hai loại bánh tráng ha. Đó, hai bịch này là nó tự giống nhau nên là Vi sẽ review một bịch, Đức sẽ review một bịch. Ok, cho nó lẹ. Của Vi là bánh tráng khô bò nha mọi người, khô bò sa tế. Còn của tôi là bánh tráng tỏi, không phải tỏi, có cái cục này giống cơm trái quá vậy. Ủa kìa, tỏi hả bà nội? Đúng rồi, cơm trái á. Tôi sẽ ăn thử coi tỏi nè. Còn Vi sẽ review thử bánh tráng khô bò nha chủ. Khô bò nhuyễn, khô bò nhuyễn đúng rồi, tỏi á thì ngon quá anh. Được hả? Đó là bánh tráng gì, khô bò hả? Bánh tráng khô bò. Để anh ăn hết cái bánh tráng tỏi anh ăn. Em là bánh tráng hồng hạnh. Ủa, bánh tráng hồng hạnh hả? Trời, nổi tiếng lắm nha, ở bên Phú Nhuận ai cũng biết hết á. Nói chung là cái bánh tráng này á là Vi thấy rất là nhiều trường bán luôn. Một là mình cứu mình ăn, hai là cũng là bỏ vô để chấm á mọi người. Đây, Vi sẽ làm thử nước chấm nha. Lấy miếng muối mà cục gì luôn hả? Đúng rồi, muối tôm mà cục vậy nè. Trời, muối ăn bánh tráng mà cục mà nó cay chết luôn. Còn mình sa tế nè. Đây, okay, để thử sa tế cho. Mà sa tế là đúng đậm đặc luôn á. Cái này là đúng sa tế luôn nè, sa tế mà nhà làm nó rất là cay luôn. Đó. Lấy nửa bịch thôi, lấy nửa bịch thôi. Cay lắm á. Đó, được rồi. Tại còn muối bên đây nè. Đó. Trời ơi, tôi cắn vào mà nó cay cái miệng tôi. Rồi, sân mỏ. Sân mỏ rồi. Tiếp theo mình sẽ nạm miếng tắc vô nha. Ủa, có tắc nữa? Ừ, có tắc nữa để mình chấm chứ. Ủa là gì? Bây giờ để anh hòa trộn lên. Lắc lên. Ui. Trời ơi, mùi tắc bá trái bồ chén luôn má ơi. Ủa, mùi tắc bá ớt lên luôn, nó nồng lên quá. Nồng lắm. Để anh thử miếng này. Hay lắm á, có không? Nhưng mà ngon lắm. Ngon, đúng rồi. Ok, thì Vi và anh Đức cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Và nếu mọi người thích clip này, nhớ cho VV một like và một subscribe. Nhớ nhấn cái chuông ở phía dưới nữa nè để ủng hộ tôi mỗi khi clip. Đang giới thiệu đồ mốt mới rủ bà này ăn cái gì mà không có cay mới được. Mấy cái này cay cay tôi ăn không nổi. Để mốt mà anh nghe được cái anh thuê xe nữa, cái anh lớp ra gần tiệm vào đó anh mua cái món nào về review cũng được. Gà ghét đi. Gà ghét bà này có nghiện gà nữa. Ok, còn bây giờ thì